chào các bạn nhé. Hôm nay mình đi bắt hai con chó con, hai con chó đực khủng. Chó đực 2 tháng tuổi nhưng mà to lắm. Hôm nọ mình đi săn có tạt té vào nhà, bác ấy thấy hai con chó con khủng lắm. Hai con chó con chỉ được 2 tháng tuổi thôi nhưng mà rất là to. Hôm nay mình sẽ đi bắt về cho anh em chơi. Vì có một số người nhờ mình mua chó con hộ ấy, thì mình bắt về cho ai thích lấy thì lấy. Mình cũng để lại giá sinh viên thôi. Nhà bác, mình sẽ đi quay nhà bác đấy cho các bạn xem. Nhà bác ấy một mình, một quả đôi luôn. Chó mẹ, nên là con chó mẹ nó săn rất là giỏi. Mà nó chỉ đẻ 2 con đực thôi, 2 con đực to lắm. Các bạn theo dõi video nhé. Đây quả đường đi nhà bác đấy đây. Phê lắm, lên đồi cơ. Đây mình phải tắt máy đi để đến nhà rồi mình quay tiếp. Đây đến nhà rồi. Nhà một mình, một quả đồi luôn. Không biết có ở nhà à, có. Đây hai con đực đấy đây. Đực to luôn. Tầm bao nhiêu cân đó nhỉ? Con này sát 5 cân rồi. Hả? Sát 5 cân rồi con này. Làm gì mới 5 cân? Con ở nhà kia còn 5 cân, 6 cân rồi. Con vàng nhà ấy. Có người lấy chưa? Chưa. Con này lấy lên cân á? Đây con mẹ nó đây săn giỏi lắm. Con mẹ nó đây. Alo. Vâng vâng. Vâng, thứ hai có. Con này 5 cân. 5 cân rồi. Hai con đực to luôn. Non đấy ngay. Con này đẹp. To. Ồ nè. Mình chứ mình hẳn về bắt thằng đặt. Con đực này to đấy, tương lai là to đấy. Nó có cơn hỏi tuế thế nào rồi. Con này nữa. Hai con to. Con mẹ săn giỏi. Con mẹ nó ấy. Nhà một mình một quả đồi luôn nên là chó săn rất là giỏi nha anh em ạ. Quanh đây chỉ là đồi thôi nên là chó săn đẳng cấp luôn. Con mẹ cáo mèo cầy các kiểu rắn săn hết. Nhà bác này chuyên bắt rắn nên là chó săn rắn giỏi lắm. Nhà ở đồi nên là chó tự biết săn. Con chó trong nhà cái con giỏi này nhưng mà có huyền đề. Con kia hơi nhát người. Nhà nhát người săn mới giỏi. Con này đẹp. Hai tháng thôi vả con này. Hai tháng đấy. Hai tháng to nhỉ. Cái tai mà dựng về nẹp lên dựng là đẹp ạ. Con nằm trong nhà kia. Bác Trịnh thử bế con nằm trong nhà phát này. Con kia chủ cầm còn không được luôn. Con kia mới đẳng cấp. Con kia không hiểu sao nhát người chủ không cầm được. Nhưng mà những con nhát nhát này săn mới giỏi. Nó cho quay để cái mặt nó đẹp. Cánh mình tần tần ít này. Để nó đứng đứng lên tí cho nó đẹp đẹp. Đấy con này đẹp này. Con này không chê vào đâu được luôn. Chỉ có mỗi cái huyền đề là hơi xấu tí. Anh em về có thể cắt đi. Nhưng mà để mà tướng của nó thì không chê đâu được. Bác Trịnh thử bế nó đứng đứng một tí để nó đứng lên. Con này chủ không cầm được, đánh đá. Nhưng con này sau này nó săn rất là độc lập, không cần người luôn. Con này đẹp. 2 tháng tuổi.
quá khủng. Múc mày. Mình sẽ bắt con này vì chỉ bán con này được, con kia không bán. Chủ không bắt được con này, giỏi đấy. Con mẹ nó kìa. Đấy, con này giỏi này. Hai tháng to thật. Má mẹ khái mi. Má mẹ khái mi. Từ xưa từ má mẹ mà tập phun tôi hẹn mà nên là khái mày lắm. Vừa nói là từ nuôi con chó mẹ này, xung quanh nhà không có con cáo mèo nào. Dịch lại vừa nói như vậy. Lấy cái bành mẹ nữa này, vẫn săn cọt. Bành săn hết à? Cái cá này thì xám tu gì hết hơn này. Năm ngoái được 3 con ở gần nhà. Dịch là như vậy. Rồi tắt máy đi về đây. Đây nha, số điện thoại mình là 0963 614 772. Mua thì alo mình nha. Quá khủng luôn, con đực này. Con đực này quá to luôn. Thiếu mỗi cái tai dựng lên nữa là, vì nó mới được 2 tháng thôi nên nó tai chưa dựng. Nhà con đực này quá đẹp luôn. Mẹ săn rắn các kiểu. Con này thì miễn chê. Nhà mình nhiều chó thôi, không thì mình còn giữ lại nuôi ấy. Quá to.